của con đi xin để làm cái gì con kể cho chú nghe coi. Để con mua gạo tấm từ gạo để mua cho mẹ. Là mục đích con là gì đúng không? Ừ. Rồi con ăn đi. À, con trẻ em á mình nói học nói dốc là không có tốt đâu ha. Là tự con đi xin hay sao? Gia đình con nghèo. Rồi con xin tiền này về làm cái gì? Con nói thiệt không? Bây giờ một chút xíu chú cho con 100 ngàn. Rồi con dẫn chú về nhà con luôn nha. Chú dẫn, con dẫn chú về nhà con. Sao? Con không có nhà đâu. Trọ, nhà trọ con. Con có chịu không? Chú cho con 100 ngàn. Sao? Cái đau lòng mà trời. Là con nói là con không có đủ tiền đóng tiền trọ hả? Con có nói thiệt không? Là con mướn nhà trọ ở đâu mà con nói là không có tiền trọ người ta đuổi ra hả? Rồi con ăn gì chưa? Chú kêu bún cho con ăn nha. Giờ con ăn đi rồi chú cho tiền nữa. Nha, con ăn đi chú cho tiền. Hồi sáng giờ đi xin giờ chưa? Chị ơi, làm cho con bé này tô bún vậy? Con ăn đi chú trả tiền, rồi hồi chú cho tiền nữa nha, chịu không? Hồi đó bây giờ con có được ăn bún cá chưa? Rồi ba mẹ con làm công việc gì? Trời ơi, rồi con mắc là đi xin hả? Nghe nói đau lòng dữ con gái. Rồi con đi xin mỗi ngày luôn. Mẹ con bệnh, ba con đi làm hồ, nhà con có mấy người anh em? Em con à, mẹ giữ hả? Rồi hiện tại giờ con với mẹ con ở đâu? Con với mẹ con ở trọ hay là ở đâu? Giờ hiện tại giờ ở ngoài hay gì? Ở ngoài chỗ nào? Ở chỗ nào chú? Bây giờ chú con chở chú lại nhà con rồi con chú giúp con được cái gì chú giúp nha. Chú chạy xe nè. Con có nói thiệt không? Mà hiện tại giờ dọn ra ngoài ở đúng không? Cái gì đâu có trong tổng thì ai nói thì là đủ 150 mới lấy về. Bây giờ đủ 150 ngàn mới lấy lại hả? Ở chỗ ở trọ người ta. Chị ơi. Là hiện tại là mẹ con với ba con là ở ngoài đúng không? Con không có được nói dốc chú nghe. Con đi xin tiền về để mua gạo ăn hả? Con nói lại cho chú nghe con xin tiền về làm gì? Đóng mua gạo đóng tiền trọ. Nghe nói đau lòng không quý vị. Bây giờ chú kêu cho con một tô bún. Con cứ ăn thoải mái chú trả hồi chú cho tiền con luôn. Rồi một hồi con dẫn chú. Rồi một hồi con dẫn chú lại chọn con luôn nha. Hay sao? Con phải nói thiệt con cứ ăn đi. Con bé này nó nói nó đi xin tiền về, nó mua gạo ăn. Chứ mẹ nó đang bị đuổi khỏi ra chợ, con nói có đúng chính xác không? Rồi con ăn đi rồi hồi dẫn chú lại nhà con luôn. Là chú quay phim lên đó thiệt, người ta giúp con nha. Hiểu không? Con nói thiệt là người ta giúp con dữ lắm. Con gái cứ ăn đi. Còn mà thí dụ mà con đi xin mà không có đúng sự thật á, là người ta không có cho con, với lại con còn nhỏ con đừng có nói gạt, thì con cứ ăn đi. Rồi chút xíu chú đi theo con. Hồi chú cho tiền con. Sao rồi? Suy nghĩ sao rồi? Con đi về nhà luôn ha. Rồi chút xíu có cho chú đi theo không? Dạ. Sao kìa? Mẹ con kêu con đi xin hay là tự con đi xin? Tự con đi hả? Con đi vậy rồi đi xin tiền về con đưa cho ai? Tay con xin tiền về con đưa cho mẹ con hả? Con ăn đi.
Trời ơi, mới có mười mấy tuổi, con nhiêu tuổi rồi? Gái, con nhiêu tuổi rồi? 12 hả? À? Con không đi học sao? Trời ơi, con đưa tay cho chú coi coi. Tay nào quý vị? Gái mới 12 tuổi, con ăn đi gái. Ở đây chú giúp con, chú không có làm gì con đâu. Thấy con bé ăn thấy cưng không quý vị? Chị thường thấy bé này không chị? Thường thường nó cũng đi xin nha. Chị cho xin phép em quay chị hỏi một tí được không? Tại vì có ngày không nữa. Thì chị gặp nói nó đi xin thì chị nói đi xin nha. Chủ quán kìa, hỏi chủ quán kìa. Chị thường thấy con bé đi xin không chị? Thấy đi xin đó nhưng mà không biết nhà nó đâu, không biết ở nhà trọ hay ở nhà. Nó nói với con bé nói với em á. Bé nói với em là nó ở nhà trọ, hiện tại là người ta đuổi nó đi rồi. Không có đủ tiền hết gái. Giờ đi xin. Rồi về để kiếm tiền mua gạo với đóng nhà trọ. Bé nó nói em vậy thấy đau lòng không? Dạ, nhưng mà không có gạch không là tại thấy nó trả tới lương mà thấy đi xin thế này. Chị là người bán vé số nha. Dạ đúng rồi, bán vé số nè. Nhưng mà thấy con bé đi xin. Dạ, vậy con thấy đó. Nhưng mà nhà cửa không biết là sao. Chưa... Ai điện con kìa? Ai điện con nha? Tin nhắn hả? Con có xài điện thoại luôn. Đùa bóp. Con ăn đi. Bộ chút xíu chú cho tiền con, chú nói thiệt, chú đâu có nói gạt con đâu. Chịu không? Giờ con xin bữa nay nhiêu? Con hồi đang đóng vé số luôn nè. Con cứ ăn đi nhé. Cái này hết quá trời luôn. Con uống nước gì nữa không? Trà đá nữa ha. Rồi gái, con cứ hỏi là ngày con đi xin gì được bao nhiêu? Con đi xin ngày được nhiêu? 100 nghìn. Con đi đạp xe đạp đi gì đó. Ví dụ mà cái chú bảo vệ. Rồi quay đi nha. Cái đường bảo vệ luôn. Chứ người ta gặp đi xin là tao không có cho đâu nghe. Con nói là nhà con sao? Con không có nhà ở, con ở nhà. Giờ hiện tại là mẹ con dọn dọn ra ngoài ở hả? Đúng không? Giờ vô trong đó ha. Con cứ ăn đi con gái. Tại vì chú quay là chú sẽ giúp con ha. Con nói y gan cái sự việc như vậy. Hiện tại là mẹ con bệnh, ba con đi làm thờ, con phải đi xin để kiếm tiền về đóng tiền trọ và mua gạo hả? Và lo bệnh cho mẹ con đó ha con gái. Chút ruột không cái gì. Con ăn đi rồi một hồi chú cho tiền con ha. Không có gì con ngại chứ á. Thì con có làm sao con nói ghen vậy? Vậy ra cho con xin đi trà đá gì ơi. Con cứ ăn đi. Con cứ ăn đi. Ôi ơi, mới có mười mấy tuổi nè, cái gì mà đi. Hay đau lòng, con cứ ăn đi con gái, con đừng có ngại. Ăn ngon không? Rồi hồi sáng giờ con ăn gì chưa? Chưa luôn. Chắc này là con biết chắc này mấy giờ chưa? Cho em xin có trà đá nữa chứ. Rồi sáng giờ con biết chắc này là mấy giờ chưa? 2 giờ mấy rồi đó con gái. Đi xin tiền để về mua gạo và đóng tiền trọ. Mới 12 tuổi thôi.
con xin như vậy nè gái, có khi nào mấy bạn đồ á, trang lứa như con á, có chọc quê con không? Con đi ngoài đường á, ở trọ rồi con ở trọ vậy đó, có con có chơi với mấy bạn không? Có ai chơi với con không? Có. Rồi có mấy bạn nó có nói con gì không? Chọc ghẹo con không? Chẳng hạn như nói con đi xin gì đó. Con kể cho chú nghe là đầu tiên ai kêu con xin, cấp đầu tiên luôn á. Sao con nói sao? Nói mẹ con đi mua gạo với mua gạo. Rồi, rồi sao rồi? Con mới đi xin. Con biết đi xin đó là mình, ví dụ người ta chọc quê mình và người ta nói mình nói này nói kia dữ lắm nha con gái. Con biết cái điều đó không? Có khi nào mà con đi xin á, lại những mấy cái chú mà người ta khó tánh á, người ta có nạt con không? Còn người ta có la chữ mắng con gì không? Có không? Dạ, có mà, có chú đi xem ở dưới nhà con, ở dưới ở đây chút xíu nè. Có bữa đó chú có nạt con xong, ngày sau chú xin lỗi con và chú cho tiền. Chú nạt con thì sao? Dạ, chú rồi thấy luôn. Dạ. Xong rồi, tại vì bữa đó chú đó đi làm đi bực bội. Con lại con xin nha. Dạ. Rồi con có dặn chú đó. Cái quán cà phê á. Con có dặn chú đó không? Không. Cái ly này của con hả? Bộ tốt. Vậy là người ta nạt con, người ta quánh con cũng không có la ha. Con cũng không có dặn người ta ha. Rồi qua bữa sau chú đó xin lỗi con hả con gái? Rồi hiện tại đó là con đi xin mỗi ngày như vậy đó. Con đi xin như gì nè, rồi có bữa nào không có tiền không? Không. Dạ. Không là bữa ít nhất là được nhiêu? 50 hả? Tiền thôi. Con ăn đi con. Con ăn đi. Con cứ ăn đi, con đừng nhìn. Rồi con đi xin như vậy á. Con đi tới đâu con gái, con chạy xe mỗi lần con đi xin đó. Rồi, có bữa tới đâu? Có bữa nhầm vòng đây. Trời ơi, nó dò cẳng nè. Con hồi đó giờ chưa được đi học hả? Dạ, chưa. Đi, con có tiền mới được đi học. Có tiền mới được. Đóng tập ba con đi xin về bà. Bữa nào có tiền rồi con đưa cho mẹ con. Còn không có tiền ba mẹ con có la con không? Ba con có ăn ngủ con gì không? Tại sao mà thí dụ biết con mình đi xin như vậy là không có tốt đâu đó. Ê, mẹ con có nói tại vì gia đình nghèo quá bắt buộc con phải đi xin. Dòng đồ đó con gái, người ta có nói nhỏ này đi xin này kia không? Không. Đây có bữa cô đó lại có khi cho con, có khi cho con, có khi đó cho con nửa ký gạo. Nha. Yeah. Có nửa ký gạo nữa. Giờ chút xíu con ăn rồi. Giờ con đi về ha. Rồi chú chạy theo. Chú có con có cho chú theo nhà không? Chú cho con 100.000. Vậy là không cho theo à? Chú giúp con đó. Không được tại vì bữa đó có người ta theo dõi con, đừng bỏ hút mơi con. Theo dõi bỏ thuốc mơi hả? Không ai bỏ thuốc mơi ông đâu ơi. Chút chiếu chú chạy theo, chú ở Đằng Nẵng á. Chú giúp con. Chú mà con không có cho chú đi theo. Chưa về nhà. Mà con có thiệt là con nói thiệt với chú nghe, con đi xin là mục đích của con đi xin để làm cái gì con kể cho chú nghe coi. Để con mua gạo, tấm tiền nhỏ chú mua cho mẹ. Là mục đích con là gì đúng không? Rồi con ăn đi.
con trẻ em á mình nói học nó dốc là không có tốt đâu ha. Rồi chút xíu nữa chú xin cái điện thoại, xin cái số điện thoại của con, ví dụ mà cô chú người ta có giúp á rồi chú điện chú gửi tiền cho con có chịu không? Rồi con ăn đi, con ăn đi nghe con gái, con đi xin về. Có bữa nào mà con đi xin xa quá con đói không con gái? Mệt không? Tại sao con không đi ăn cái gì đi rồi con hãy đi tiếp? Chưa có tiền rồi. Con đi xin rồi có ngày có khi có mấy chục ngàn rồi có khi cả trăm ngàn nữa ha. Bữa nào trúng bánh nhất là bao nhiêu gái? 150 hả? Bà sáng giờ con xin nhiêu rồi? Đi xin. Người ta thường thường người ta hỏi con đi xin rồi còn người ta hỏi con xin tiền rồi đi xin tiền làm gì, coi là con nói là đi xin tiền về sao vậy đó hả? Hiện tại là con đang ở ngoài hả chứ không ở trọ hả? Con ở chỗ nào ta, hay là ở trên bờ? Chỗ cái gần cái ông mù hổ sáo đi xin không? Ở bờ bên kia hả? Lại đó chú hỏi sao mới biết con? Ngay tiệm vàng đi vô đấy ha. Hỏi sao mới biết con? Chú lại đó chú hỏi sao biết con? Không ý nha, ý đi xin là tà chỉ ha. Rồi con ăn, cố gắng ăn đi. Chú gửi cho con 100k. Rồi con bữa nay con đi về sớm nha. Rồi con mua cái gì? Gì hả? Cho chú đi theo được không? Bây giờ cha con chạy trước, chú chạy sau. Sao? Thì con đi mua thuốc đi, thoải mái thì con đi đi. Con nói thiệt ha. Rồi chú cho con 100k đó, tính bún rồi chị nè. Nhìn chú nè, nhìn vô đây rồi, mấy cô mấy chú nè, con là con nói thật sự nha. Rồi con chào cô chú cái đi rồi đi.